Nó có, em ba bánh đi, ba bánh. Anh chụp lên tới mình, em với chị. Ba bánh luôn, ba bánh luôn. Hai, hai chụp luôn. Thắng đứng gì đó. Chị đứng gì? Đứng gì? Đẹp, đẹp. Đẹp. Đứng sát vô, sát vô. Ok. Ok. Ok, chị đứng lên nha. Chị lùng với đứng lên đi. Nói chị lùng quá sợ. Người quen mới dám nói vậy thôi, người lạ không dám nói. Phải đợi em xíu nha. 2, 3, quanh bò, quanh bò. Quanh bò, ok. Ok, ok. Ok, cưng, rồi rồi. Không lớn mà không. Nhưng mà tại sao nó lại tiên nó vậy? Nếu giờ đi mua cá lóc về nó ăn cá không hả? Nó ăn cá không à? Kéo cắt cá lóc gì trứng cá trứng trứng cá lóc với cá lồng rồng con cá lồng rồng cá lóc nhỏ xíu xíu cá lồng rồng ngon quá cá lồng rồng ai ai cho anh cá lóc cứng chứ em à gì muốn ăn Kim Thơ mà đi theo anh Bình vài ngày nữa chắc lên chuyến rồi phải không anh thấy em anh thấy em ốm còn món ngon không Khoa chăm sóc của chị hai, Khoa, chị hai ốm không Khoa? Chị ăn cái lóc cứng ngon lắm. Dạ, mấy người ăn thử. Cái là 100% đồng không, không có đồng nuôi. Cái này có đồng không à? Em lên quay khó ăn, Khoa hỏi. Có, anh đi làm dầu, mang xin miếng miếng. Cái này quá ăn gia đình vui lắm. Buổi trưa đông lắm. Khách đoàn khách du lịch rồi đó, ăn đông lắm. Ở trong đó có phòng karaoke, đoàn ca tài tử. Con của chú nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu, Nguyễn Bình Dương ngày xưa đó. Nhà chú gần đây. Bạn là cổ phần hai người cùng. Dạ không Hùng với con của chú. Dạ các anh đó là bạn của em. Xe là chủ siêu thị điện máy ở Cần Thơ. Bạn ấy cũng là bán siêu thị điện máy. Nè chị nhìn cá ngon không? Đó, có cá bông lau luôn chứ không phải cá của mình không? Đúng rồi. Và cá bông lau của quán nữa. Nhậu đi, cái nhậu chơi. Nó ở nhậu với lệ chơi chứ nhưng mà đâu có ai nữa đâu. Ok.
Ok, chị đứng lên nha. Chị Lùng mới đứng lên đi. Hồi nãy chị Lùng mới sợ. Người quen mới dám nói vậy thôi, người lạ không dám nói. Phải đợi em xíu nha. 2, 3, quanh bò, quanh bò. Quanh bò, ok. Anh ăn không nè? Nó hết rồi.